báo điện tử VTC News đổi tên miền website của báo từ địa chỉ vtc.vn sang vtcnews.vn. Vâng, xin chào quý vị. Nhìn những hình ảnh này thì quý vị sẽ nghĩ đến điều gì ạ? Một bức tranh đẹp như trong phim hay là tôi đang có mặt tại Singapore? Thế nhưng mà không quý vị ạ, tôi đang có mặt ở ngay trong chính lòng thủ đô Hà Nội thôi ạ. Và bật mí với quý vị, đây chính là những cây dây leo quốc tần Ấn Độ. Việc chúng ta trồng những loại cây dây leo quốc tần Ấn Độ này tại trên con đường này có rất là nhiều bê tông thì sẽ giúp không chỉ là làm mát không khí mà còn giúp làm giảm cái sức nóng từ hiệu ứng đô thị trong những ngày thời tiết nóng nực như thế này. Và xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng những ảnh đẹp do nhóm phóng viên VTC News thực hiện. Nút giao thông xanh là cách mọi người đặt cho hầm chui Trung Hòa khi đi từ đại lộ Thăng Long qua vành đai 3 nối với đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hình ảnh đoạn đường xanh mướt này được nhiều người khen đẹp như phim. Tôi thường hay đi qua tuyến đường này. Tôi đi qua thấy hai cái hàng cây này rất đẹp mắt và cảm giác đi nó mát, trông mát mẻ hơn. Tôi cảm thấy là đi qua hàng cây này nó sẽ giảm ô nhiễm không khí đấy. Đi nó sẽ cảm giác nó mát hơn. Tôi mong là nhiều chỗ sẽ được trồng những hàng cây như thế này. Cúc tần Ấn Độ hay dây mảnh trúc có tên khoa học là Venonia elliptica, thuộc họ cúc và mọc theo dạng dây rủ xuống. Đây là loài thực vật có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, quanh năm luôn xanh tốt, không bị rụng lá sinh lý vào mùa đông, khi hoa nở có màu hồng nhạt. Cây cúc tần Ấn Độ sống thành từng bụi, lá cây mọc ra từ thân, rất sum suê và xanh tốt. Theo quan sát, hàng cây cúc tần Ấn Độ tại hầm chui Trung Hòa dài khoảng 200-300 mét. Tổng chiều dài hầm chui Trung Hòa và đường dẫn vào hầm khoảng 614,13 mét. Hiện nút giao Trung Hòa có 3 tầng xe chạy và trong tương lai có thể có 4 tầng. Dự án hầm chui nút Trung Hòa được đưa vào sử dụng từ đầu tháng 1 năm 2016 và góp phần đáng kể trong việc giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Các phương tiện có thể di chuyển theo hai hướng, từ đường Trần Duy Hưng đi đại lộ Thăng Long và ngược lại. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.087 tỷ đồng, cao nhất trong số các hầm chui của Hà Nội.